Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Mark Home. Và ngày hôm nay trong chuyên mục Nhà đẹp, Ngọc Huyền sẽ giới thiệu đến quý vị mẫu nhà một tầng mái Thái được Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình nhà anh Trung ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Sơn Mark Home với công nghệ hiện đại từ châu Âu, bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết, chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mark Home, chọn sơn Mark Home. Trước khi vào nội dung chính, tôi xin giới thiệu qua về chương trình ưu đãi hot nhất trong tháng. Hiện tại, Mark Home đang có gói siêu khuyến mại, hỗ trợ khách hàng trong mùa dịch, giảm giá tới 30% chi phí thiết kế từ 200.000 đồng xuống chỉ còn 145.000 đồng một mét vuông, miễn phí 100% chi phí thiết kế khi thi công trọn gói, đặt cọc trước nhận chiết khấu ưu đãi, hỗ trợ ký kết hợp đồng online và có nhân sự thường trực ở các tỉnh thành, hỗ trợ giám sát từ 3 đến 5 lần khi khách hàng tự thi công, có chuyên gia nước ngoài kiểm định và nghiệm thu sản phẩm trước khi bàn giao sản phẩm tới tay khách hàng, hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng miễn phí và đặc biệt tặng ngay một xe máy SH125i phiên bản 2021 và rất nhiều các phần quà hấp dẫn khác khi ký hợp đồng thi công ngay trong tháng này. Hiện nay ngoài kênh YouTube chính của Mark Home mà quý vị đang theo dõi, chúng tôi còn có kênh Nhà đẹp Mark Home. Kênh này sẽ update các mẫu nhà mới cùng các chương trình ưu đãi trong tháng và kênh Smart Home chuyên cập nhật những phong cách thiết kế nội thất mới lạ, độc đáo, hợp xu hướng. Quý vị hãy nhấn đăng ký các kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những nội dung mới nhất. Kính thưa quý vị, phong cách tân cổ điển luôn tạo ra sức hấp dẫn cho những công trình biệt thự sân vườn. Tuy không nổi bật về số tầng, những mẫu nhà mái Thái tân cổ một tầng vẫn toát lên được thần thái sang trọng, tiêu biểu như mẫu nhà của anh Trung mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị. Nhìn tổng thể, ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ, vừa mang được vẻ đẹp tinh xảo, nghệ thuật của phong cách cổ điển, vừa tôn lên được sự đẳng cấp và thời thượng của lối sống hiện đại. Phong cách thiết kế tân cổ điển là bước đột phá hoàn hảo của ngành kiến trúc hàng mấy thế kỷ nay. Một ngôi nhà đẹp là một ngôi nhà có sự kết hợp hài hòa giữa các chi tiết phụ với nhau. Quý vị có thể thấy là cổng và tường thành bao quanh thì đều đồng nhất với ngôi nhà chính. Tôn màu trắng chủ đạo với ngói màu xanh mang đến một không gian ngoại thất vô cùng nhẹ nhàng, được kết hợp một cách khéo léo với các điểm nhấn là các chi tiết vòm bán nguyệt, tạo nên những điểm cuốn hút không thể rời mắt. Phần mái được thiết kế theo kiểu mái Thái cho các ngôi nhà có kiến trúc thấp tầng, không chỉ mang lại sự bề thế cho ngôi nhà mà còn có tính năng tản nhiệt chống nóng tốt. Nâng đỡ hệ mái là hệ thống cột trụ lớn được thiết kế vuông vắn, có các đường kẻ chỉ và đèn hắt sáng trên thân cột, không chỉ tạo sự vững chãi mà còn mang lại một nét đẹp thẩm mỹ, giúp ngôi nhà thêm lung linh, nổi bật vào ban đêm. Phần chân tường được ốp bằng đá trẻ, bậc ngũ cấp đi lên có chiều cao tương xứng với chiều cao của sàn nhà. Sảnh và bậc thềm được lát bằng đá granite với ưu điểm là bền màu, không bong chóc với cường độ chịu lực cao. Hai bên có tạo hai bồn hoa cây cảnh giúp điều hòa không khí và tạo tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Phần cửa chính chúng tôi sử dụng gỗ lim Nam Phi kết hợp với pano kính. Gỗ lim Nam Phi với ưu điểm là vần gỗ đẹp, chống mối mọt tốt, không bị cong vênh nứt nẻ, biến dạng. Pano kính không chỉ có tác dụng là trang trí cho cửa mà còn đem lại vẻ thông thoáng, ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà. Toàn bộ cửa sổ chúng tôi sử dụng nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính cường lực, không chỉ chắc chắn, bền, vận hành êm ái mà còn có khả năng cách âm cách nhiệt tốt. Qua khảo sát những yếu tố thực tế bằng phần cam hiện đại cùng thiết bị máy móc đo đạc địa chất chuyên dụng, đối với công trình này, chất đất ở đây là chất đất huyền thổ, rất cứng chắc, chịu được tải trọng cao. Bên cạnh đó thì đây còn là hạng mục xây dựng nhà ở thấp tầng nên các kỹ sư của chúng tôi đã quyết định sử dụng móng đơn bê tông cốt thép cho công trình, vừa tiết kiệm được chi phí mà thời gian thi công nhanh. Giải pháp kết cấu phần thân sử dụng hệ khung dầm bê tông cốt thép, kết cấu sàn gồm các ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối tựa trên các dầm khung và dầm phụ, kết hợp đỡ tường ngăn. Tổng diện tích của lô đất là 373 m², các kiến trúc sư đã thiết kế đẩy lùi công trình chính về phía sau, phía trước thì dành để bố trí sân vườn, nơi để xe. Với chiều ngang là 15,2m và chiều sâu là 15,3m, tính cả sảnh thì ta có diện tích mặt bằng công năng khoảng tầm 232 m². Từ sảnh chính rộng 11 m², bước vào bên trong, không gian đầu tiên là phòng khách kết hợp với phòng thờ rộng 39 m². Ban thờ được đặt ở vị trí chính giữa của ngôi nhà, quay thẳng ra phía cửa chính. Đây là cách bày trí phong cách quen thuộc của người Việt Nam vì sẽ thuận tiện trong việc thờ cúng, chăm sóc cho ông bà tổ tiên. Việc đặt ban thờ ở gian giữa thể hiện được sự thành kính của gia chủ, bởi gian giữa là nơi sạch sẽ nhất, không bị ảnh hưởng bởi các phòng bếp hay là phòng vệ sinh ở hai bên. Vì vậy mà đối với các mẫu nhà vườn cấp 4 hay là nhà ống một tầng thì việc đặt bàn thờ ở gian giữa và thẳng cửa chính ra vào là rất phù hợp.
Trong trường hợp này thì bàn thờ ở gian giữa của ngôi nhà và thẳng cửa ra vào thì được xem là một cách đặt bàn thờ hợp lý, bởi vì khi gia chủ mở cửa ra là nhìn thấy trời đất và âm dương hòa hợp, đem lại may mắn cho công việc và trong cuộc sống cho gia chủ. Vị trí đặt bộ sofa để tiếp khách đẩy lùi về một bên, tránh chắn phía trước bàn thờ. Khu vực này thì cũng được trải thêm một tấm thảm để phù hợp với bộ sofa, tạo sự sang trọng cho không gian phòng khách. TV được đặt ở phía đối diện để đáp ứng nhu cầu giải trí của cả gia đình. Phòng khách còn bố trí một cửa sổ lớn để đón ánh sáng và không khí mát mẻ cho những ngày hè nắng nóng. Tiếp theo là khu vực bếp cộng với phòng ăn thì có diện tích là 30m². Ở đây có đặt một bàn ăn hình chữ nhật dành cho từ 6 đến 8 người, một bàn đảo ở giữa ngăn cách khu vực ăn uống và khu vực bếp. Bàn đảo này là khu vực để trang trí bày biện thức ăn trước khi mang ra bàn ăn chính. Dưới bàn đảo còn được thiết kế những ngăn kéo, hộc tủ thông minh có thể để những dụng cụ để làm bếp, cho con bếp thêm gọn gàng. Hệ tủ bếp được thiết kế theo hình chữ L, theo thứ tự là bếp nấu, bồn rửa, tủ lạnh, sẽ tránh các yếu tố về phạm xung cho phong thủy. Bên cạnh đó thì còn tối ưu hóa giúp dễ dàng di chuyển cho không gian bếp. Tủ bếp trên và dưới thì đồng nhất với nhau. Mặt bếp được ốp bằng đá granite, mang lại cảm giác sạch sẽ, thoải mái khi nấu bếp. Không gian này có hai hệ thống cửa sổ, một lớn và một nhỏ, tạo không khí thoáng đãng. Bên cạnh đó thì ở đây còn được thiết kế thêm một sảnh phụ ở phía bên hông của ngôi nhà, giúp tránh ám mùi khó chịu khi nấu ăn. Đồng thời gia chủ có thể dễ dàng di chuyển vào không gian bếp mà không cần phải đi thông qua những khu vực khác trong nhà. Ngoài bếp khô thì các kiến trúc sư còn thiết kế thêm một bếp ướt rộng 4,3m², để gia chủ có thể thuận tiện trong việc sinh hoạt. Từ khu vực này thì cũng thông ra một sân ướt phía sau nhà. Căn nhà thì có tổng cộng 4 phòng ngủ, trong đó có một phòng ngủ master. Đây cũng là phòng ngủ duy nhất khép kín có nhà vệ sinh riêng biệt. Trước khi vào khám phá không gian chính của phòng ngủ thì ở ngay phía ngoài có thiết kế một khu vực làm kệ để đồ. Khu vực này thì để gia chủ có thể trưng bày những món đồ, bộ sưu tập yêu thích. Phòng ngủ master có diện tích là 18,8m², có một nhà vệ sinh riêng biệt rộng 4,1m². Trong phòng có trang bị đầy đủ các nội thất cơ bản như là giường king size, tủ quần áo, bàn trang điểm. Trên trần nhà được ốp thạch cao với hệ thống đèn downlight giúp ánh sáng chảy đều khắp căn phòng. Dưới nền nhà thì thường trong các thiết kế của Mark Home sẽ lát sàn gỗ, vì đối với phòng ngủ bị hạn chế vì diện tích, không gian nhỏ hẹp thì lát sàn gỗ là một sự lựa chọn tuyệt vời để giúp cho gia chủ có được không gian lưới rộng, tạo cảm giác thông thoáng, dễ chịu, mát mẻ, mang đến một giấc ngủ trọn vẹn. Ở đây có thiết kế một cửa sổ lớn hướng thẳng ra phía bồn cây trước nhà và một cửa sổ nhỏ giúp điều hòa không khí và mang lại ánh sáng tự nhiên cho căn phòng. Nhà vệ sinh cho phòng này thì cũng được lắp đặt các thiết bị như là lavabo, bồn vệ sinh, vòi tắm sen. Có một vách ngăn kính ngăn nước bắn ra ngoài khi chúng ta sử dụng vòi tắm. Trong nhà vệ sinh cũng thiết kế một ô thoáng nhỏ để tránh ám mùi khó chịu, ẩm mốc, giúp không gian này luôn được thông thoáng, dễ chịu. Ba phòng ngủ còn lại thì là phòng ngủ thường không khép kín với diện tích lần lượt là 18m², 14,3m² và 19,9m². Ba phòng ngủ này thì đều có thiết kế đầy đủ các nội thất giống phòng ngủ master, và phòng ngủ nào thì cũng có cửa sổ để đón ánh sáng và không khí, giúp mọi thành viên trong gia đình có giấc ngủ sâu hơn. Một nhà vệ sinh chung nằm ngay khu vực hành lang rộng 3,6m², cũng có lắp đặt các thiết bị như lavabo, bồn cầu, vòi tắm sen. Bước ra phía ngoài thì chính là một sảnh phụ. Sảnh phụ này giúp điều hòa không khí, đồng thời đặt sát nhà vệ sinh để giúp cho không gian của phía trong thì luôn được thông thoáng và tránh mùi khó chịu. Đó là toàn bộ công năng sử dụng của công trình nhà anh Trung. Nhìn vào bản vẽ mặt đứng, ta có thể thấy được tổng chiều cao của căn nhà tính từ cốt sân lên đến đỉnh mái là 8,9m, trong đó thì chiều cao bậc ngũ cấp là 750mm, chiều cao thông thủy tầng 1 là 3,9m, chiều cao mái là 4,2m. Nhìn vào bản vẽ mặt cắt, ta thấy được độ dày của dầm, trần, sàn nhà, phần nào nên hạ cốt, phần nào nên nâng cốt để đảm bảo có một công trình vững chắc, bền bỉ theo thời gian. Một phần cũng rất quan trọng quyết định đến sự thuận tiện trong việc sinh hoạt hàng ngày của gia đình, đó chính là hệ thống điện, chiếu sáng, hệ thống cung cấp nước sạch và thoát nước. Tất cả những điều đó thể hiện rất rõ ở bộ hồ sơ thiết kế điện nước. Nhìn vào hồ sơ này, ta thấy được mặt bằng chiếu sáng, thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm, internet, mặt bằng điều hòa, bình nóng lạnh, sơ đồ nguyên lý cấp điện, bảng thống kê vật tư thiết bị điện, mặt bằng cấp nước, mặt bằng thoát nước, sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước, bảng thống kê vật tư thiết bị nước. Quý vị thân mến, vừa rồi quý vị đã được tham khảo qua mẫu công trình thiết kế nhà vườn tân cổ cho gia đình nhà anh Trung ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Để phù hợp hơn với điều kiện sinh hoạt và xu hướng kiến trúc ngày nay, các phong cách thiết kế kiến trúc tân cổ điển đã được cách tân, lược bớt đi sự rườm rà không cần thiết mà thay vào đó là sự tinh tế hơn trong việc sắp xếp và bố cục các hoa văn, tạo nên một ngôi dinh thự đẹp cả về thẩm mỹ lẫn công năng sử dụng. Vậy thì quý vị nghĩ sao về mẫu biệt thự này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới video này cho chúng tôi biết nhé.
Hiện tại thì Mark Home đang có chính sách hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 75% tổng giá trị công trình. Quý vị chỉ cần trả trước 25% là đã có thể sở hữu được một ngôi nhà trong mơ cho riêng mình. Hiện nay thì có rất nhiều các khách hàng vẫn băn khoăn tại sao giá cả khi thiết kế và thi công trọn gói của Mark Home luôn rẻ hơn so với các đơn vị khác. Chính là vì Mark Home tự hào là công ty làm chủ sản xuất nguyên vật liệu xây dựng nên giá cả luôn được ưu đãi, đặc biệt là quy trình sản xuất nghiêm ngặt nên sẽ mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất. Và nếu như quý vị yêu thích các thiết kế của Mark Home hoặc là có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của riêng mình thì hãy vui lòng liên hệ tới hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.